Cái thế đó là nghiêm túc theo công nghiệp và các nước song song thì đã gọi lại để bạn vào một drafting dimension và chọn parallel. Sau đó các bạn có thể chọn vào hai điểm bất kỳ, các bạn cũng có thể chọn trực tiếp vào đường thẳng luôn. Và tương tự như là horizontal, bạn cũng có thể những cái điểm chọn như vậy.